Alo. Dạ, chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng con xin đảnh lễ sư và Nhưng xin mà cho chúng con bài pháp thoại. các vị có nghe không ạ? À? Các vị Dạ có nghe nghe tôi nói rõ không? ạ. Dạ nghe Dạ rồi, rõ. cảm ơn. Rồi. Ở đây wifi yếu, rất là yếu. Chúng ta hy vọng sẽ có một cái router tốt hơn trong tương lai, hy vọng như vậy. Trong bài giảng chiều nay tôi giảng tiếp cái kinh La Hán, có nội dung tiếp nối, có nội dung tiếp nối với bài kinh trước nha. Và vì đây là cái buổi giảng cho đại chúng không có phân biệt trình độ, cho nên chọn cách nói mềm nhất, không chuyên môn, bà con muôn phương, kể cả những người không, kể gọi là cốt lõi của Phật pháp. Đó, con đó là cái bài giảng đầu tiên của Đức Thế Tôn đó, là ngày giảng ở Bồ Đề. Và cái bài giảng đó có cái nội dung ấy, là làm nền tảng cho toàn bộ cái giáo pháp của chư Phật ba đời mười phương và bản thân Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Thì trong 45 năm sau đó thì tất cả những gì ngài thuyết giảng đều nằm gọn ở trong cái giáo lý tứ đế. Vấn đề nó như thế này. Giáo lý tứ đế là bốn cái sự thật. Tôi lựa cách nói mà đơn giản nhất cho mọi người nghe nha. Và cũng xin nói thêm, rất nhiều người quen của tôi cứ tự cho rằng là cái đó tôi nghe rồi, tôi không cần nghe nữa, nhưng mà họ quên một chuyện là mỗi lần nghe như vậy chúng ta lại có cơ hội để chúng ta thấy ra những cái phát hiện, những cái phát kiến. Chính người nói đó, họ mỗi lần nào nhắc lại đó, họ cũng phải nhắc lại một cái cách khác, từ những cái góc độ khác, những cái khía cạnh, những chi tiết khác. Và cái giáo lý tứ đế nói riêng và toàn bộ Phật pháp nói chung ấy, nó giống như biển vậy đó. Nó giống như biển vậy đó, có nghĩa là chúng ta tùy vào cái tâm thế, tâm thái, điều kiện, phương tiện. Được rồi, mà mỗi lần chúng ta tìm về biển, chỉ cần có cái lòng tìm hiểu thì mỗi lần về với biển thì chúng ta có vô số chuyện để mà học hỏi, ghi nhận. Chứ không phải mình ghi, mình viết xuống giấy, mình để cái là mình thấy chữ biển bây giờ mình nghe. Nhưng mà thực tế đó thì tùy vào là bao nhiêu thứ điều kiện lớn bé mà mỗi lần về biển chúng ta lại có thêm những cái phát hiện mới. Thì cái giáo lý tứ đế là chính là đại dương, nói thì nghĩa đen nghĩa bóng luôn. Thì đây là bốn cái sự thật ta đời đều phải thấy, rằm người thấy bóng đế cũng là cái mô hình sinh tử của tất cả chúng sinh. Này, mà được trình bày theo một cái hướng khác. Còn ở trong giáo lý tứ đế thì toàn bộ cái dòng sinh tử đó được gom gọn lại hai vấn đề thôi, đó là phần giải thoát nha, phần giải thoát. Tức là hai cái phần đầu là cái hành trình sinh tử của chúng ta, từ vô lượng kiếp chúng ta trong bốn đế, từ vô lượng kiếp chúng ta chỉ biết có hai đế thôi nha. Từ vô lượng kiếp chúng ta chỉ có sống trong hai đế và không hề biết gì về hai đế này. Tôi nói chậm lại. Từ vô lượng kiếp chúng ta chỉ sống trong có hai đế thôi, là khổ tập, sống trong đó và không biết gì về hai đế đó hết. Hôm nay chúng ta biết Phật pháp, chúng ta có dịp để mà tìm hiểu cùng một lúc cả bốn đế.
tức là bốn sự thật. Cái sự thật đầu tiên, Đức Phật xác nhận rằng mọi hiện hữu đều là khổ, giàu là thiện ác buồn vui không của mọi cảnh giới tái sinh không? Thiện ác buồn vui bốn cái, thiện ác buồn vui không của mọi cảnh giới tái sinh đều nằm gọn ở trong một cái chữ khổ nha, nằm gọn trong một cái chữ khổ. Một người hữu duyên có cái căn lành giải thoát, khi mà nghe Đức Thế Tôn ngài nói về cái sự thật đầu tiên này nè, ngài nói tất cả đều là khổ, thì dầu cho cái người đó chưa có chứng thánh, thì chỉ cần họ hiểu và họ có niềm tin vào lời dạy của Thế Tôn, thì khi mà ngài xác nhận rằng mọi hiện hữu là khổ, cái gì có mặt ở đời nó đều là khổ, khổ cảm giác hay là khổ bản chất, thì ngay cái lúc đó, đó cái người hữu duyên đó, ngay cái lúc đó là họ đã phải nhìn lại cái chỗ đang đứng, họ nhìn lại họ đang cầm, đang khiêng và đang mọi hiện hữu là khổ. Thì người hữu duyên họ nghe như vậy, cái chuyện đầu tiên đó, giàu là còn phàm, giàu là còn phàm đi nữa, thì cái chuyện đầu tiên họ phải nhìn xuống chân họ đang đứng ở đâu, cái chỗ đứng đó là khổ. Cái mà họ đang cầm trên tay ấy, nó là khổ. Cái mà họ đang đội trên đầu ấy, nó là khổ. Cái mà họ đang vác trên vai ấy. Cái chuyện đầu tiên nó quan trọng như vậy. Trí thức giàu có, xinh đẹp, quyền lực, tiếng tăm, hay là một người vô danh, đó, nghèo khó, dốt nát, bệnh hoạn, già yếu, phải không? Đầu hạng nào đi nữa, đối với cái cuộc sinh tử, cái gì con đang là, cái mà con đang là đó, con đang là ai? Cái mà con đang là, cái mà đang con đang cầm trong tay, cái mà con đang vác trên vai, cái mà con đang đội trên đầu, cái mà con đang thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư, tất cả những cái đó đều là khổ. Đó. Như vậy. Cái sự thật thứ hai, nếu bất cứ cái gì con thích cũng đều là thích trong cái khổ, nếu mọi thứ đồ đạc trong cái căn phòng này đều là đồ Trung Quốc, căn phòng này cũng đều là thích đồ Trung Quốc nha. Đấy. Mọi hiện hữu là khổ, mà chữ khổ đây nó có hai nghĩa, khổ cảm giác và khổ bản chất ha. Khổ cảm giác là những cái gì mà khó chịu, đau đớn, không? Buồn khổ, khó mà kham nổi của thân, của tâm, thì cái đó gọi là khổ cảm giác. Mà nó bất toàn, bất trắc, thì cái đó gọi là khổ bạc. Cái chuyện mà một người mà lên xe hoa đi về nhà chồng, nó dồn lúc đó họ cười toe toét, không hạnh phúc quá, sung sướng quá, lấy được người mình yêu về được, chung nhà mái nhà với người đó hạnh phúc. Nhưng mà xét trong cái khía cạnh gọi là khổ bản chất á, thì người đó đang dấn thân vào một cái cuộc đi, dấn thân vào một cái cuộc chơi của khổ nạn. Mình phải đồng ý với nhau chuyện đó, phải đồng ý với nhau chuyện đó nha. Còn có những cái nó vừa là khổ cảm giác mà nó vừa là khổ bản chất này. Lấy chồng rồi về sống nghèo khó, dũng dũng phu đàn ông mà không chí, đó là khổ, là lấy chồng kiểu đó là vừa khổ cảm giác vừa khổ bản chất. Chiều mình đó, chăm sóc tới chân răng luôn, thì cái đó tạm thời thì mình cứ giả định là không có khổ cảm giác, nhưng mà nó vẫn là khổ bản chất. Vì sao? Là vì kể từ nay chúng ta đã mất đi 99% cái tự do, vì mình phải chuẩn bị làm mẹ, làm vợ, chuẩn bị về làm vợ làm cô bên một cái gia đình phú của mình á, là nó còn bao nhiêu là cái vấn đề, bao nhiêu là hệ lụy. Nói chi là bây giờ mình khơi khơi mà mình nhào vô bên một cái gia đình lạ quắc, một cái dòng họ lạ quắc,
thì biết bao nhiêu chuyện mà nó sẽ ổ đổ trên đầu của mình. Và tôi đã nói rất là nhiều sự liều lĩnh, thương nhau bằng trời, ai hứa là mình sẽ sống được với người đó hả? Nó không bệnh hoạn cả tai nạn thì nó cũng phụ bạn, mà nó không phụ mình thì mình cũng chán nó. Bao nhiêu là nguy cơ trùng trùng đánh tôi đi, nó không thì gia đình nó cũng làm khổ mình. Mà giả định mọi người đều ok hết thì nó cũng có ngày nó chán mình. Mà giả định nó không chán mình thì cũng có ngày mình chán nó. Rồi thì bao nhiêu con cái cơm gạo áo tiền. Cho nên chỉ riêng cái hôn nhân nó là vừa là khổ cảm giác, nó là khổ bản chất. Và cái cuộc sinh tử của chúng ta nó là một cuộc hôn phối với tất cả khổ này. Tôi phải nói như vậy. Chỉ riêng cái chuyện người con gái đi về làm dâu nhà người lạ đó là một cái khổ nạn. Trong khi chúng sinh mình đó, mỗi lần mình thích cái gì trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và tư duy, dầu cho cái thích đó nó thuộc về văn hóa, tôn giáo, triết học, khoa học, nghệ thuật, vân vân, thì bất cứ mình thích cái gì thuộc về sắc, thinh, khí, vị, xúc là chúng ta đang bắt đầu một cuộc hôn phối đầy nguy cơ, đầy bất trắc đối với cái cõi ta bà này. Phải nói như vậy. Vì sao? Vì trong A Tỳ Đàm nói rất rõ, khi mà con thích, con nhìn mà con thích là con đã gieo cái mầm, gieo cái duyên để kiếp sau sanh ra con có con mắt. Khi mà con nghe cái gì mà con thích á, thì con như con đang gieo cái duyên để kiếp sau sanh ra con có lỗ tai. Cứ như vậy. Khi mà mình có cái niềm đam mê trong sáu trần, nghĩa là mình đang gieo cái mầm để mà đời sau mình sanh ra mình có sáu căn. Nghe cho đừng có ham. Vấn đề nằm chỗ này. Khi đam mê trong sáu trần thì đẻ ra phải có sáu căn. Nhưng có một điều, cái sáu căn đó nó được hay là bị cái gì trước sáu trần tiếp sau thì cái đó khó nói lắm. Thí dụ như tôi thích ăn ngon, tôi thích mặc đẹp, nhưng mà tôi không có tu tạo công đức, tôi không có gần bạn lành, không có minh sư thiện hữu, tôi không có bố thí trì giới thiền định từ bi kham nhẫn, tôi không có, tôi chỉ có thích hưởng thụ thôi. Thì đời sau sanh ra tôi cũng có sáu căn, nhưng mà sáu trần tôi là sáu trần bất toại. Bây giờ muốn mà có sáu trần như ý đó, tức nghĩa là muốn sanh ra có mắt tai mũi lưỡi và muốn thấy được cái mình muốn thấy, nghe được cái mình nghe, ngửi được cái mình muốn ngửi đó, thì tôi phải tu tập. Mà ai ở đâu mà tôi biết được tu tập? Tôi phải có minh sư thiện hữu, mà theo cái nguyên tắc vũ trụ, do cái tác động của tập khí sanh tử nhiều đời, cái ác luôn dễ hơn cái thiện. Thế là hệ ác nhiều hơn thiện thì hành ác dễ hơn làm thiện. Và như vậy có nghĩa là khi mà mình đẻ ra trong cuộc đời này, chung quanh mình mình nhắm mắt mình rờ toàn là người xấu nhiều hơn người tốt. Mình phải đồng ý với nhau chuyện đó. Là vì sao? Vì cái thiện nó khó hơn cái ác, cho nên người thiện ít hơn người ác. Và từ đó cái đứa mình nó xúi mình làm bậy nó nhiều hơn cái đứa mà nó khuyên mình làm thiện. Xem chưa? Rồi, đó là cái chuyện người ta. Còn chuyện mình, bản thân của mỗi người đó, có hai cái cánh tay tôi nói hoài à, tay phải và tay trái. Có người thuận tay phải, có người thuận tay trái. Chúng ta ai cũng có hai cái tiềm năng thiện ác. Vấn đề là mình thuận cái tay nào, mình làm ác dễ hay là làm thiện dễ. Đấy, vấn đề nó nằm chỗ đó. Cho nên khi mà mình thích bất cứ cái gì cũng là thích trong khổ. Và giả định như lúc mình thích sáu trần mà mình lại biết tu tập thì mình đẻ ra trong một cái điều kiện dễ thở hơn. Giống như người Mỹ nói, tiền không thể đem lại hạnh phúc, nhưng tiền có thể giúp cho ta cái quyền lựa chọn kiểu đau khổ. Thì ở đây trong dòng luân hồi nó y chang như vậy. Cái người có nhiều cái công đức thì họ sinh ra họ vẫn khổ, nhưng mà cái khổ họ là khổ nằm ở trong cái tập kiểm soát. Thí dụ như đã sinh ra thì phải có già có bệnh, nhưng mà họ kiểm soát được một mớ. Thí dụ như họ có thể tránh được cái chỗ quá lạnh, tránh được cái chỗ quá nóng, tránh được cái chỗ quá dơ, tránh được cái chỗ quá ồn. Mà nếu mà họ có, vì hoàn cảnh ở chỗ nóng thì họ có máy lạnh, ở chỗ lạnh quá thì họ có lò sưởi. Thí dụ, rồi họ có thể ăn được những cái họ muốn, nhưng mà trong một chừng mực nào đó thôi. À, có nghĩa là họ vẫn khổ đó, nhưng mà nó còn nằm ở trong cái tầm kiểm soát họ được 5, 10, 15, 20%. Còn cái người mà chỉ có biết tham thích cái này cái kia nhưng không có tu tạo công đức thì sinh ra có sáu căn nhưng mà hoàn toàn không kiểm soát được sáu trần. Nếu mà nói như vậy đó
thì dầu làm thiện hay làm ác đều là nhân sanh tử. Cho nên khi mà Phật dạy cái sự thật đầu tiên, con hãy nhớ rằng mọi hiện hữu là khổ, thì ngay cái lời dạy này nè đã giúp cho người ta phải nhìn lại, phải nhìn lại cái chỗ mình đang đứng, đấy, cái điều kiện mình đang sống, cái bối cảnh, cái môi trường, cái không gian mà mình đang có mặt, cái mà mình đang cầm trên tay, vác trên vai và đội trên đầu. Nghe cái sự thật đầu tiên. Cái sự thật thứ hai, khi mà Ngài dạy rằng con thương thích bất cứ người hay vật nào, có nghĩa là con đang đầu tư cái khổ, thì lúc đó nghe Ngài nói vậy, bắt đầu mình nhìn lại cái thứ hai, mình nhìn lại có bây giờ mình đang chìm đắm trong cái gì. Mình đang chìm đắm trong cái gì? Pháp sư Tam Tạng thì đam mê ở trong cái chuyện học Tam Tạng, hành giả thì đam mê trong cái chuyện gọi là thiền tập, vũ nữ thì đam mê nhảy múa, ca sĩ đam mê trong chuyện hát hò, nông dân thì đam mê trong cái chuyện ruộng nương rẫy bái, thương gia thì đam mê trong chuyện bán buôn sổ sách, chính khách thì đam mê trong cái chuyện an bang tế thế không. Mà thầy tu đó thì mơ mộng về một cảnh giới xa vời huyền hoặc nào đó, không đó. Rồi đứa con nít nó cũng có niềm đam mê của con nít, là người già có niềm đam mê người già. Lúc đó mình mới thấy nhất là mọi hiện hữu là khổ, và thứ hai là cái gì thì con đang đầu tư một cái khổ nào đó nha. Đây là cái này rất là quan trọng, mà tôi nhắc lại, tôi gom luôn mỗi pháp sư Tam Tạng, thiền sư, kỹ nữ, du đảng, không, rồi học giả, rồi nhà khoa học, rồi nông dân, không, rồi tới con nít, rồi tới con heo, con chó, tôi gom vô đó hết. Anh có một cái niềm đam mê nào đó, có nghĩa rằng là anh đam mê trong cái khổ, mà đam mê trong khổ có nghĩa là anh đang đầu tư cái khổ. Nhớ như vậy. Các vị có quyền không tin. Trong lớp tôi biết có nhiều người đang trề môi lắc đầu, nó chưa nghe ai giảng tứ đế kỳ cục vậy. Ok, tùy, các vị tắt bảo đi ra, ok. Nhưng mà bốn đế theo tôi thì tôi hiểu như vậy, và tôi cũng muốn người khác tôi lắng nghe cái chuyện đó. Còn chuyện các vị có chấp nhận hay không thì cái chuyện của các vị nha. Nhưng mà riêng chỗ này chúng ta phải thấy như vậy đó, cái tập đế là thấy rằng đam mê trong cái gì, dầu là một cái đam mê mình thấy nó cao sang, nó linh hiển, nó thiêng liêng, hay là một cái đam mê gọi là tầm thường bé mọn, bày hay bê bối cỡ nào đi nữa, thì bất cứ một cái niềm đam mê, hãy còn có cái niềm đam mê thì mình còn đang dọn đường để về đâu đó. Không biết là bao nhiêu lần tôi đã nói thế này, trong mỗi phút giây trôi qua, dầu chúng ta muốn hay không muốn, biết hay không biết, thì chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Và trong từng phút, từng giây trôi qua, dầu chúng ta muốn hay không muốn, biết hay không biết, thì chúng ta đang kín đáo gây dựng một chốn về. Hồi nãy là con đường, chúng ta đang kín đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Và chúng ta cũng đồng thời đang kín đáo xây dựng một cái nơi chốn. Cái đó có thể là chuồng heo, chuồng ngựa, có thể là một lâu đài, có thể là một cái am tự trên núi cao, hay là một hoang đảo, hay là một sa mạc, hay là một cái lâu đài ngọc ngà trên một cái cung trời cao chót vót nào đó. Tùy cái kiểu sống của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất, chưa chứng thánh thì chúng ta còn tiếp tục thích cái này thích cái kia. Các vị đừng có nói với tôi là tôi đơn giản lắm. Không, tôi đơn giản, tôi đời này tôi không có mạng gì hết. Tôi đã nghe nhiều người nói cái đó rồi, nhiều lắm. Tôi có biết một cô Phật tử là dược sĩ, trí thức, nói mấy thứ tiếng, mà cô nói với tôi, con không thích gì hết trơn, con không thích shopping, con không thích quần là áo lụa, năm nay con năm mấy tuổi rồi mà con nhớ con chưa dẫn đi mua cái áo mới, con không thích đồng hồ, con không thích nữ trang, ăn thì con gần như ăn chay vậy đó. Thì tôi biết ý bà đó là bà muốn tôi quỳ sập xuống để lạy bà. Bởi vì bà là anh hàm, đúng không? Đó là anh hàm là cái chắc rồi, đúng không? Nhưng mà no way, không có phải. Mình không có, bây giờ nói chuyện shopping, mình không có thích mua, nhưng mà khi người ta tặng mình có thích không? Rồi mình không có thích mua, nhưng mà khi mình mặc cái nó vừa vặn mình có thích không? Rồi dẹp cái vụ ăn mặc qua, mình nói qua vụ khác. Rồi bà nói là bà không có màng với nam nữ, thông cảm đi, đi chơi đi. Còn thích, chẳng qua mình chưa tìm đúng cái đối tượng thôi.
Và bây giờ bà có rồi, bây giờ bà gặp bữa nay là bà đang đắm đuối kìa, đó, ngay chốc các bạn luôn có. Bây giờ dính là bởi dính một cái người mà coi như là hai đứa bây giờ đang mới vừa gặp nhau mấy bữa, bây giờ họ đang chỉ soạn đi coi chỗ bán hòm kìa, tại vì bây giờ đâu có còn nhẫn cưới đâu, bây giờ dắt ra đi mua hòm khác. Okay. Thì bây giờ mới tỉnh ngủ ra là tới chết vẫn còn yêu được mà. Bà vẫn còn thích mặc đồ đẹp, khi mà bà dính với ông rồi bà vẫn phải mặc cho đẹp đó, ông khen chứ. Chứ ông khen trời ơi đẹp quá là bà khoái, đúng không? Rồi mình nói mình không thích gì, tôi hỏi một nhẹ một câu. Trong năm dục đó, chỉ riêng cái sắc thinh khí đó, cái sắc này mình không thích, nhưng mà coi chừng mình thích cái sắc khác. Cái thinh này mình không thích, mình thích cái thanh khác. Mùi này mình không thích, coi chừng mình thích mùi khác. Chẳng qua là ngay bây giờ nè, mình chưa có gặp thôi, 70 chưa què chớ bảo là lành, nhớ nha. Chiều 30 đó thì cũng chưa hết Tết đâu, nó mới bắt đầu Tết thôi, giao thừa cũng chưa có hết Tết đâu nha, nhớ. Cho nên nhớ cái đó. Cho nên là hãy cẩn thận với cái thích của mình. Hồi nãy tôi có nói đó, trong mỗi giây đồng hồ trôi qua, chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Là bởi vì sao? Vì kinh nói rất rõ, chúng ta là tâm viên ý mã, lăng xăng hết, buông cái này bắt cái kia, tâm mình như khỉ như ngựa vậy đó nha. À, mình nói mình không thích cái này, nhưng mình kính nói mình thích cái gì đó, mà chẳng qua là mình thiếu trí thiếu niệm, nói thẳng luôn, thiếu trí thiếu niệm là mình không có ngờ. Tôi kể hoài cái chuyện này, có cái ông Phật tử bên Mỹ, ông nghe giảng ba cái vụ này, ông nói con nói thiệt với thầy, con dễ sống, con nhiều khi con nghĩ con là tu sĩ đờ mi mân, tu sĩ 50%, hồi đó lấy vợ đâu phải con lựa, con đâu có yêu đương gì đâu, con chỉ biết đi học rồi cái ba má. Rồi sau đó con đi làm, ra trường đi làm, ba má kêu về coi mắt thì con nói ba má thấy được thì con lấy. Rồi con lấy bà về thì biết tài, con cái là tai nạn. Ông nói như anh Hàm, con cái là tai nạn thôi chứ ông không có muốn. Rồi ông nổ thêm, ông nói là ăn mặc là toàn là bả quyết định không. Bây giờ thậm chí đi về Việt Nam, đi du lịch Thái Lan là bả là người chọn nơi, rồi bả là bút vé, bút khách sạn, rồi ăn ở đâu, chơi ở đâu là bả với mấy tụi nhỏ sắp xếp con đơn giản lắm thầy. Thì tôi chỉ hỏi ông một câu, tôi nói nếu mà họ sắp xếp mà không gửi ông thì ông có bất mãn không, là một. Thứ hai, nếu mà họ sắp xếp mà gửi ông có khoái không. Hai câu đó thôi nha. Chứ còn ông cứ nói là ông không màng, ok rồi, ông nói tiền lương mấy chục năm là bả nắm hết, ok. Vậy tôi hỏi, nếu mà ông nói tiền lương ông giao cho bả vì ông không có màng tiền vậy, chứ ông biết bả lấy bả đi đánh tứ sắc, bả lấy bả nuôi trai nuôi cha hàng xóm, thì ông có chịu nổi không? Đây, ông dễ dàng giao cho pha bả vì ông tin bả, bả nấu nướng vừa miệng ông, bả mua sắm may vá đồ y phục vừa vặn với ông, hợp ý ông, đi chơi khách sạn rồi chuyến bay nào airline airway nào là hoàn toàn là bả biết tánh ông, đúng không? Thì ông tưởng là ông giao hết cho bả là ông không thích. Sai, chỉ cần bả bút phòng bút chuyến bay không gửi là ông có bực, mà bả bút phòng bút khách sạn bút chuyến bay mà với ông là ông khoái. Như vậy là ông phiền não còn nguyên con, không mẻ một gram nào hết. Cho nên tôi nhắc lại cái tập đế này, nó sâu chỗ này. Anh có đắc thiền sơ nhị tam tứ, anh có đắc tứ phi tưởng phi tưởng anh còn mê trong đó là chết anh rồi. Anh đang đầu tư cái tập đế nha. Yeah. Anh đang tu tập tuệ quán, hít thở vào ra dài ngắn, biết rõ khổ lạc ưu hỷ xả, biết rõ đây là tham sân si ái mạng kiến nghi, biết rõ đây là tất giác chi ngũ căn ngũ lực, biết rõ đây là năm truyền cái, đây là 12 xứ, đây là 4 đế. Nhưng mà chỉ cần nó len vô trong đó, anh thấy anh bữa nay chánh niệm nó ngon lành hơn, cái định nó ngon lành hơn, phỉ lạc nó ngon lành hơn, mà anh có thấy anh khoái trong đó là anh chết anh rồi. Và anh thấy anh hơn cái thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Cúc, con Đào, con Yến, con Hương kế bên cạnh anh là anh chết anh rồi nha. Anh là hành giả đó nha. Hành giả mà đam mê trong đó là anh chết. Anh phải nhớ rằng anh đang uống thuốc, anh bị bệnh và anh uống thuốc, chứ không có cái gì anh mê trong đó và không có gì để anh hãnh diện. Và nếu không có gì để mê, không có gì hãnh diện thì anh cũng chẳng có cái gì, có cái cơ sở nào để anh coi thường người khác hết. Anh phải nhớ chuyện đó, anh phải hiểu tập đế như vậy nha. Còn thích một cái gì đó là còn dính, ngay cả vị tam quả Anaham, vị đó không còn hưởng dục nữa, đúng. Vì nó không còn tình cảm nam nữ, không còn sắc thinh khí bị xúc, đúng. Nhưng vì nó còn thấy khoái trong cái thiền lạc, là vì nó còn đi tái sanh ở các cõi phẩm thiên, phải nói như vậy. Còn vị A-la-hán thì không. Vị A-la-hán dầu có chứng thiền hay không có chứng thiền, vị đó luôn luôn hiểu rằng thiền nếu có cũng là quẩn quanh trong khổ, mọi cái hưởng dục nếu có cũng là quẩn quanh trong khổ, tất cả thiền ác buồn vui
tất cả những gì thuộc về danh sắc, hồn xác, tinh thần, vật chất, tất cả đều là của nợ, tất cả đều là gánh gánh nặng. Các ngài không có ham cái chuyện tự sát, đúng, các ngài cũng ham, không ham sống cũng không ham chết, nhưng các ngài sống trong tâm trạng của một người chờ duyên đến. Cho nên ở trong tiếng Việt Nam có cái thành ngữ là nằm chờ sung rụng, mang một ý nghĩa rất là tiêu cực, chỉ cho những cái tên mà coi như tiêu cực, thụ động, làm biến, không muốn động tay động chân, nằm chờ cơ hội đến, đúng không? Nhưng mà trong kinh mình, đúng theo tinh thần trong kinh, thì A-la-hán chính là cái người nằm chờ sung rụng. Có nghĩa là sao? Duyên đến thì đi. Đây, duyên đến thì đi. Trong kinh có hai cái mẫu đối thoại mà tôi rất là tâm đắc, đó là có một cái ông Bà La Môn đó, ông gặp ngài Sa Lợi Phất. Ông hỏi gì chứ, nghe nói Sa Môn đệ tử của ngài Cồ Đàm, nghe nói lúc nào cũng bi quan tiêu cực, không có muốn sanh tử luân hồi, không muốn tồn tại hiện hữu, có đúng không? Như vậy thì ngài nói cái đó có đâu có gì đâu mình để thích. Ông nói như vậy thì người chắc ham muốn chết đâu, muốn sống mà nói không. Đối với cái chết không có gì để ta thiết tha. Thì ông nói lạ vậy, nếu mà không ham chết thì phải ham sống mà nói không, ta cũng không ham sống. Ông nói rất là lạ nha, không ham sống mà không màng chết, không đi tìm đến cái chết, như vậy thì tôi phải hiểu sao? Nghĩa là ta không ham sống cũng không ham chết, mà ta chỉ ngồi chờ cái duyên nó tới. Ta không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng, thế thôi. Đó là chuyện ngày Sa Lợi Phất. Còn cái chuyện thứ hai là ngày Nanda Ca, ngày ngồi trong rừng ấy, thì nghĩ như ngồi có một mình mà lại A-la-hán nữa, thì cái mặt sao mà toe toét như phàm phu được. Ngồi có một mình nè, thì cúi nhìn xuống đất vậy đó, bình thản, điềm đạm, ung dung, thông dong, tự tại. Thì có một ông Bà La Môn, ông đi ngang, ông thấy giữa rừng vắng có người ngồi, thì theo ý ông mà ngồi chắc buồn ghê lắm. Thì ông hỏi ngài có gì buồn sao mà ngồi có vẻ thảm, mà ngài nói ta mất cái gì mà ta buồn. Thì ông hỏi nếu vậy là ngài có chuyện vui, ngài nói ta được cái gì mà ta vui. Đó, cảnh giới tối cao là như vậy đó, thấy nó như nó là. Dĩ nhiên trong bài giảng này nhiều người nói rằng cái này cao quá, tôi làm nó sai. Người ta là A-la-hán, người ta tuyệt đối là như vậy, nhưng mình là phàm phu, mình cũng phải đi trên con đường đó. Vì sao? Vì hai chữ an, an toàn và an lạc. Tại sao? Vì hai chữ an toàn là sao? Phải sống như vậy đó để mai này có bất trắc. Thí dụ như trọng bệnh nan y, đối diện tai nạn nguy hiểm chết người, lòng vẫn thanh thản, đó là an lạc. Còn cái an toàn là người sống như vậy, lỡ mà có đột ngột ra đi thì chỗ về không đến nỗi tệ nha. Cho nên là mình nói có đó cao quá, no, sai. Người ta là hán cái đạo phong cốt cách người ta là núi cao, không? Còn mình thì không được, ít ra mình cũng là cái gò mối, mình cũng phải học tập cái tinh thần đó. Chứ còn mà đợi tới A-la-hán mới được như vậy, mới được quyền nhắc tới cái thái độ đó là sai nha. Người ta là núi, mình là cái gò, cũng cái ráng là cái gò mối chứ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên khi Đức Thế Tôn ngài giảng về cái khổ đế đó là ngài xác nhận cho biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Tất cả những người mà muốn thành Phật hoặc là sắp thành Phật đều phải nhận thức rằng mọi hiện hữu là khổ, cung vàng điện ngọc là khổ, tình cảm cha con với vua Tịnh Phạn là khổ, tình nghĩa phương tê với Gia Du Đà La là khổ, tình cảm phụ tử với Ra Hầu La là khổ, cái luyến lưu đối với ngai vàng vương quốc là khổ, với thần dân của Kapila Quách Thú là khổ, sự có mặt của cái hình hài mấy chục ký lô này nè với 32 tướng tốt này là khổ, hơi thở vào ra này nè là khổ, cảm giác buồn vui thiện ác của cái người mang cái tên là Tất Đạt này nè là khổ. Ngài thấy như vậy đó, phải thấy như vậy đó rồi sao? Từ từ ngài mới tiến sâu vô. Sau cái gì mình dẹp cái vụ khổ hạnh đi, bây giờ mình nói cái phút cuối ngài chứng đạo. Ngài từ cái sơ thiền, ngài quay trở lại sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, lên nữa hư không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ và phi tưởng. Người ta đó đắc một tầng là người ta đã thấy sướng tới óc rồi, nhưng mà ngài không. Ngài đắc sơ thiền ngài thấy chưa xi nhê, lên nhị tam tứ ngũ chưa xi nhê, ngài biết đây không phải giải thoát. Rồi tới hư không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ phi tưởng tượng, ngài chưa được đạo giải thoát, phải nằm ở đây. Nhưng ngay cái chỗ đó mà là chỗ ăn tiền, trong chú giải nói cái chỗ này mới là ác này. Khi mà ngài chứng phi tưởng xong, ngài mới nhìn trở lại bằng cái trình độ của một người chứng thiền nha. Ngài nhìn trở lại, ngài thấy rằng khi mà mọi thứ là khổ thì cái khổ này từ đâu mà có? Bây giờ ngài thấy
cái tầng thiền cao nhất của mình là phi tưởng và phi tưởng. Cái này nó đã cắt xa cái đời sống dục lạc của cái thời làm hoàng tử xa lắm rồi. Mà ngài thấy tới đây nó vẫn còn khổ, ngài mới tự hỏi cái khổ này từ đâu nó ra. Ngài thấy rằng cái khổ này nó từ là cái chuyện mà ta lọt lòng mẹ ở Lumbini mà ra. Mà cái từ đâu mà ta có mặt là một hài nhi ở Lumbini là do tham ái quá khứ mà ra. Mà tham ái đó ở đâu mà ra? Là do ta ngộ nhận, ta đam mê đắm đuối trong sáu trần mà ra. Mà ở đâu mà ra cái đam mê đó? Là từ vô minh mà ra. Mà vô minh là gì? Vô minh là không thấy mọi hiện hữu là khổ, không thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ. Muốn không khổ nữa thì đừng có thích nữa. Ba nhận thức này cộng lại chính là con đường thoát khổ. Thì ngay cái lúc đó là rạng sáng ngày rằm tháng 4 năm 0 trước Phật lịch, tức là năm 80 cũng được, năm 80 trước Phật lịch này. Đó, thì ngay cái lúc đó là ngài chứng thành. Mà tại nhưng mà dĩ nhiên mình cái chỗ này nó hơi tôn giáo một chút, là ngài đã tu tập quá nhiều kiếp, cái máu lệ mà ngài đổ ra để mà đổi lấy cái Phật đạo ấy nhiều như là nước biển. Cái thịt gân xương lục phủ ngũ tạng mà ngài cắt bỏ để mà hiến tặng cho chúng sinh đấy thì không biết bao nhiêu địa cầu mà có thể sánh bằng. Các vị coi ở trong bổn sự đó, tiếng Bali kêu Apadana, mà cái phần mà Tỳ kheo ni bằng Yasutara đó, thì cái phần đó bà kể mới rợn người. Đức Thế Tôn này ngài nói đơn giản thôi, nhưng mà phần bà đó bà kể là không biết bao nhiêu ngàn tỷ, không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần mà Thế Tôn đã đem cho, đã nhường con cho người khác. Nhường lúc đó Thế Tôn còn chính cái phần này, Đức Phật phần bài bà nói như vậy, còn phần ngài nói trong Chariya Pitaka, ta đem hy sinh vợ và con, hy sinh tiền bạc tài sản cho người khác, không phải là ta không có thích, ta thích chứ, nhưng ta thấy Phật đạo quan trọng hơn. Mà cái số lần mà ngài phải hy sinh cái tình yêu nam nữ, hy sinh cái tình thương phụ tử đó, hy sinh vương quốc, hy sinh cái sở thích của mình đó, để mà theo đuổi cái đạo Bồ Đề đó, thì tính bằng ngàn tỷ lần, ngàn tỷ lần đó. Thì chính vì vậy đó, xin lỗi. Cho nên khi mà dưới gốc Bồ Đề vừa thấy được 12 duyên khởi và thấy được 4 đế, bởi vì hãy quán duyên khởi bắt buộc là phải quán tới vô minh, quán ngược tới vô minh, mà nhắc tới vô minh là phải thấy 4 đế, mà vì vô minh là không thấy 4 đế, đúng không? Thì ngay lúc đó ngài thành tựu cái gọi là Phật quả với 4 cái trình tự là đắc sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Và do cái quá trình tu tập quá lâu cho nên khi mà cái tâm tứ quả vừa xuất hiện thì cũng ngay thời điểm đó ngài có lập, ngay lúc đó ngài có được cái gọi là nhất thiết trí, trí biết tất tần tật tuất tuần tuột mọi sự về thế gian, về vô lượng vũ trụ. Và sau này khi ngài thành Phật rồi, ngài cũng có nói rằng cái điều mà ta thấy, ta hiểu, ta biết nó như rừng, và cái điều mà ta giảng cho các đệ tử chỉ là một nắm lá trong tay, mà hôm nay các vị biết ấn miếng điện đông chưa tăng biết là bao nhiêu, mà chỉ mới có được 15 vị thuộc lòng tâm tạng, mà cái đó mới tâm tạng, chưa kể chú giải và chưa kể là phụ sớ, chưa kể không, chưa kể tức là học làm nó nhiều gọi là không có thể kể xiết. Mà Đức Thế Tôn xác nhận rằng cái nhiều ấy các đệ tử học cả đời đó, thì đối với thì cái phần ở ngài nó chỉ là một nắm lá thôi. Thấy kinh dị không? Một nắm lá. Ngài nói cái điều mà ngài thấy, ngài biết, ngài hiểu thì là một khu rừng, là một khu rừng. Còn cái mà ngài nói ra chỉ là một nắm lá, tức là nguyên cái tâm tạng đó là giống như con đường mà ra rừng đó, là chỉ có những trụ trang giấy ca dê thôi. Nhưng mà những cái gì thuộc về khu rừng đó thì phải là lấy 80 cái bằng tiến sĩ về các chuyên ngành khác nhau chưa chắc đã biết hết cái khu rừng đó. Nhưng mà riêng cái con đường ra rừng thì đơn giản lắm, từ điểm xuất phát không, đi thẳng về phía trước 2 cây số rồi phải quẹo được 5 cây số rồi trái gặp một cái thác nước, đi thẳng lại đó 4 cây số gặp một cái chòi canh của Kiểm Lâm, rồi gặp một cái ngã ba rồi phải. Thì gom lại chỉ có một cái trang giấy ca dê học sinh thôi. Đường đi ra thì chỉ một nắm tay là lý do, chỉ mà một nắm lá thôi, chỉ là một nắm lá là đơn giản là như vậy. Đường đi ra chỉ ghi đơn giản. Nhưng con muốn tìm hiểu mọi sự về cái khu rừng này nè,
thì con phải có tới 150 cái bằng tiến sĩ về các chuyên khoa chuyên ngành khác nhau. Đấy chứ? Đấy. Cho nên ở đây cái chuyện đế đầu tiên khi mà Đức Thế Tôn ngài xác nhận đó, ngài nói cái sự thật đầu tiên á, mỗi hiện hữu là khổ, là cái người hữu duyên là họ phải nhìn lại cái chỗ họ đang đứng. Đấy, họ phải nhìn lại cái họ đang cầm, cái họ đang khiêng, đang đội, đang vác. Tất cả đều là khổ. Và cái sự thật thứ hai, tất cả những gì mà con đang thương thích, đắm đuối, đê mê, đầu tư, những cái đó đều là nguồn khổ. Xem chưa? Con hiểu được cái thứ hai, khổ và thích cái gì cũng là đầu tư khổ, thì cái sự thật, buông cái thích xuống, phải buông cái thích xuống. Không muốn chồng đánh nữa là phải ly dị thôi. Chứ còn con đừng có đi hòng để tìm một cái con đường nào đó mà tiếp tục ngủ với nó mà mong nó đừng đánh nữa, tiếp tục ngủ với nó, đẻ con với nó mà mong nó đừng đánh bài, đừng chích xì ke nữa. Xin lỗi nha, chỉ có con thú nó mới ngu như vậy thôi nha. Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam, trước ngày tôi rời Việt Nam, tôi có quen một cô Phật tử của trẻ, của nhỏ mà cũng ngoan đạo lắm. Tôi gặp cô trong đêm đầu đà, thì cô nó cũng muốn đi tu, rồi cô nói gia đình, muốn cô lập gia đình. Thì lúc đó tôi còn trẻ lắm mà tôi có nhớ, từng ma nó nhập sao tôi nói cô câu này: đi tu là phải lựa chỗ nào có học, chứ không phải tu là cạo đầu. Còn muốn lấy chồng thì con nhớ cái này, tránh cái thằng nào xì ke, tránh thằng nào bại bạc, và đàn ông là phải biết tự ái tự trọng nha. Thân lắm mới nói cái đó, thân lắm nha. Đi tu là phải lựa chỗ nào có học, phải học. Chứ còn mình nói là cái chỗ đó có giới, chỗ đó có hạnh, là chỗ đó là thầy tốt, phải học nha, phải học giáo lý đó. Chứ đừng có mà nói cái chỗ đó tu hành tốt, giới rồi thiền mà coi nhẹ cái hạ giáo lý là đi chết đi nha. Nhưng mà có trong đó tôi có dặn là nếu con đi lấy chồng, con nhớ không đụng cái thằng xì ke, không đụng cái thằng đánh bài, bởi vì cái này là con đốt nó ra tro nào nó thề là nó sẽ bỏ, không không là không bỏ được. Hai cái này nó khó như đắc a la hán vậy đó. Để ở đây tôi cũng nói, đã dính vô cái thằng xì ke, đã dính vô cái thằng đánh bài, dính vô cái thằng vũ phu thì đừng có hòng mà thoát được nó, bởi vì nó là nó, không, đất sét là đất sét. Bây giờ con đừng nghĩ đất sét nó thành kim cương vậy, nó đừng hòng nha. Ở đây cũng vậy, muốn thoát khổ thì chuyện đầu tiên đừng có dây vô với nó nữa trong bất cứ hình thức nào. Còn đằng này là giận nó, ghét nó, nhưng mà cứ ngủ với nó, ở chung nhà với nó không được. Hoặc là về nhà má mà kêu lâu lâu nó gọi phone, cái là chạy về nữa, cái kiểu là không có được. Phải dứt khoát với nó, không? Phải dứt khoát với nó. Chứ còn đừng có ngồi đó mà làm thơ nha, ngu gì vừa nó ngu. Ba cái nhận thức này nè, mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là đầu tư trong khổ, muốn hết khổ đừng có đầu tư nữa. Thì ba cái nhận thức này nè, nó cộng lại, nó có cái tên gọi là bát chánh đạo. Yeah, bát chánh đạo. Các vị nghe rất là kỳ đúng không? Tối nay vô Google coi có đúng như không? Không. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghe mà. Tất cả 8 cái này nó là 8 cái khía cạnh tâm lý bắt buộc phải có ở một người mà hiểu được 3 cái điều trên. 3 điều trên là điều mới vừa nói đó. Mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, từ cái thích của con chó, con heo, thích ăn thịt sống, thích ăn phân động vật, cho đến thích, cho đến là hoa hậu, người mẫu, cho đến phạm thiên đế thích, ác ma thiên tử, hành giả, thiền sư, pháp sư tam tạng, tất cả cái thích thể mà con có cái thích mà liên hệ đến cái đầu tư tôi và của tôi đó, thì tất cả cái thích đều là khổ, đều là con đường dẫn tới khổ nha. Cho nên là cứ ba cái nhận thức đó, một là mọi thứ đều là khổ, hành giả sống chánh niệm, đi biết đi, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, đúng. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng ở đây không có cái gì để mình thích, và cũng không có cái gì để mình kiêu ngạo, tự hào, tự đắc, tự tôn, tự mãn, tự đại. No, mình đang uống thuốc nha. Chỉ cần có len đâu đó, len lỡ một chút thôi, có len đâu đó một chút, thấy là mình đang hay, mình thấy cái này nó đẹp, hay, đẹp là chết. Cho nên Đức Phật ngày ngày có nói đến 4 cái điên đảo tưởng, điên đảo mộng tưởng, là Vipalasa, 4 cái đó là tất cả đều vô thường, mà lại lén lén tìm trong đó một cái trường cửu. Tất cả đều là khổ, khổ cảm giác hoặc là khổ bản chất, mà mình lén lén mình tin có cái gì đó là hạnh phúc.
À, cái thứ ba, tất cả đều là do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Tất cả đều hiện hữu trong một hình thức gọi là lắp ráp, không có gì là độc lập duy nhất, không có cái gì gọi là tôi của tôi. Vậy mà mình ráng mình tin, mình ráng mình đi tìm một cái tôi nào đó. Rồi cái cuối cùng là cái đẹp, không có cái gì là đẹp xấu mà mình ráng mà đi tìm, đi tin vào một cái gì đó là đẹp. Thường cái bản dịch tiếng Hán đó là thường lạc ngã tịnh, nhưng mà làm ơn vào trong chú giải Pali hoặc là bản tiếng Anh đó, coi coi, chỉ trừ, tôi nhắc lại, chỉ có Việt Nam ta, Vietnamese only, là mới đi theo tàu mà thường lạc ngã tịnh. Chứ đúng là phải dịch là thường lạc ngã Mỹ. Mỹ là đẹp, Mỹ là đẹp. Tức là trong cái trong vạn hữu vô thường không thể có cái mà vĩnh cửu. Trong vạn hữu bất trắc bất toàn không có cái gì là an lạc. Trong vạn hữu cái gì cũng là do duyên lắp ráp và hình và hiện hữu trong hình thức tổng hợp, không có cái gì độc lập. Mà mình lại đi tìm một cái tôi, một cái ngã. Trong vạn hữu không có gì đáng để gọi là đẹp, mà chúng ta ráng đi tìm, ráng có một cái niềm tin và một cái đẹp nào đó về tinh thần hay vật chất, không? Thì bốn cái này gọi là thường lạc ngã Mỹ, chứ không phải thường lạc ngã tịnh. Tịnh là theo tàu nha. Rồi, thường lạc ngã Mỹ. Rồi, thì một cái hành giả luôn luôn nhớ như vậy. Tất cả các điều ác đều là khổ, trong đó cái tâm tham nó vừa là khổ mà nó vừa là con đường dẫn đến khổ. Cái lòng tham đắm. Tất cả thiện đều là khổ, nhưng mà riêng trong đó cái bát chánh đạo á là con đường thoát khổ. Nhớ cái đó. Tất cả những cái nguồn nhân lành quả lành đều là khổ, tất cả nhân ác quả ác đều là khổ. Có một điều, tuy là khổ nhưng mà hồi nãy mới vừa nói đó, cái thiện nó tuy nó là khổ nhưng mà nó cũng là con đường thoát khổ, nếu mà chúng ta có nhận thức đúng đắn rằng cái gì cũng là khổ, thì lúc đó cái hành thiện của chúng ta lúc đó là con đường thoát khổ. Còn nếu mình không thấy mọi thứ đều là khổ thì lúc bây giờ cái chuyện chúng ta hành thiện lánh ác á, nó lại cũng là một cách đầu tư để tái sinh trong ba cõi sáu đường. Nhớ cái này nha. Rồi một chuyện nữa, người biết Phật pháp, biết đường giải thoát, khi mà nhận cái quả xấu á, quả khổ á, thì họ nhận nó bằng chánh niệm, có nghĩa là nhận quả xấu mà bằng cái nhân thiện. Và khi họ nhận cái quả lành sung sướng đẹp khỏe thì họ cũng nhận bằng chánh niệm và trí tuệ. Cho nên nhận quả xấu bằng cái nhân thiện, mà nhận cái quả thiện cũng bằng nhân thiện. Còn cái người không biết Phật pháp, không có tin Phật pháp, không có hành trì, không thực tập, không ứng dụng, khi mà nhận cái quả xấu họ nhận bằng tâm sân, nhận bằng cái bất mãn. Và khi nhận quả lành đó, đẹp giàu sang sướng, thì họ nhận bằng tâm tham. Như vậy thì cái người không có tu học đó, thì họ nhận quả lành bằng cách là họ tiếp tục họ tạo nhân, nhưng xấu. Lâu lâu tu được chút, rồi có quả lành là bắt đầu nó quay lại với bất thiện. Còn mà hễ mà mình sống bằng nhân bất thiện ấy, thì khi mà nhận quả bất thiện thì đương nhiên là nhận bằng cái tâm bất thiện là đúng rồi nha. Cho nên đây là điểm khác biệt, là cái người có học đạo, có hiểu đạo giải thoát, thì trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh đều phải hiểu rằng thiện ác buồn vui đều là khổ, nhưng ta phải hành thiện, phải lánh ác trong lý tưởng giải thoát. Người không biết đạo chỉ biết chạy theo thích ghét buồn vui, người biết đạo sơ sơ thì hành thiện lánh ác để trốn khổ tìm vui. Còn cái người mà liễu đạo thì họ cũng hành thiện lánh ác, nhưng để không còn thiện ác buồn vui. Nhớ ha. Rồi, thì tất cả chư Phật ba đời mười phương trong cái lý tưởng Bồ Tát đạo cũng phải lập cước trên cái nhận thức về bốn đề. Và trong cái giây phút tích tắc mà chứng Phật quả cũng phải là nhận thức bốn đề rồi mới thành Phật. Đây chính là nội dung của cái bài kinh La Hán. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ. Xin trí ân sư ạ. Rồi. À, chào anh Kiên, chào mọi người. Và bài pháp của sư đã kết thúc. Xin hẹn quý vị vào tuần sau. Anh Kiên rất là bận, nhưng mà anh Kiên vẫn trở về lớp. Cảm ơn anh Kiên nghe. Xin chào mọi người. Hôm nay internet sư hơi tệ. Yeah. À, sư có hứa là chắc có thể tuần sau nó tốt hơn. Yeah. Xin... Rồi, xin chào tổng chào mọi người. Ba anh Kiên nghe. Dạ.